không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Đồng thân là đem họ của Đông Dương, còn tôi là vợ của Đông Dương, là sự thật không thể thay đổi. Nhưng Đông Dương đâu có coi chị là vợ. Có, anh tốt với tôi lắm. Đó chỉ là lỗi của mình tôi. Là Đông Dương họ có lỗi trước. Đông Dương vốn không xứng làm chồng của chị. Nếu anh thiệt sự tốt với chị thì đâu có chuyện tự biết mình không thể nói giọng nói tông mà phải cưới chị làm vợ. Nếu anh thiệt tốt với chị thì không nên dối chị kiếp người lấy giống cho chị, mà còn kiếp người này họ của mình là Tống Đông Thân lấy giống cho chị nữa. Chị không phải đã từng nghi ngờ. Cái đêm đầu tiên ở chung với Đông Dương, chị nhìn thấy cái bóng ở trên tường thiệt là giống Đông Thân. Bây giờ tôi cho chị biết, người đó quả thiệt là Đông Thân. Tất cả đều do Tiên Ngọc an bài. Và tất cả mọi chuyện vì muốn giật được cái chỗ đường già mà ép chị mang thai cho nhà họ Tống. Thật ra chị biết chuyện này từ hồi nào. Nếu mà chuyện này là thật, sao chị không nói sớm cho tôi biết? Có phải chị cũng giống như họ, câu kết với nhau gạt tôi hết kiếp? Khi tôi biết được cái chuyện này thì tất cả đã xảy ra. Tôi không muốn chị buồn nên không nói với chị. Nhưng mà chuyện đã tới nước này, tôi không muốn nhìn thấy chị rõ ràng yêu một người mà lại ép mình nói không phải, rồi bị đau khổ suốt đời. Chị làm ơn đừng có nhắc tới Tống Đồng Thần với tôi nữa, có được không? Chị gạt tôi, anh cũng có phận. Một người đàn ông như vậy, chị kêu tôi từ nay làm sao mà nhìn mặt ảnh nữa? Hôm xưa tôi thiệt là ghét ảnh lắm, nhưng bây giờ tôi nhìn ra ảnh đã động chân tình với chị. Nếu không tôi đâu có chuyện năm lần bảy lượt xả thân cứu chị. Chị đừng có nói thêm, đừng có nói nữa, tôi thì không muốn biết nhiều chuyện. Chị nên hiểu rõ ràng Đông Thân với chị như thế nào. Hôm xưa lấy giống là một sai lầm, nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì cũng có thể cho chị một lý do thiệt là chính đáng. Chị đi chung với Đông Thân, chị với Đông Dương có danh không thật, không phải là vợ chồng chánh thức. Chị bỏ đi cũng không phải là phản bội ảnh. Đông Thân mới là chồng của chị. Huống chi hai người yêu nhau thật lòng, vốn không cần phải do dự nữa, thì nên đi chung. Đi chung với nhau có được sao? Tại sao lại không được? Chỉ cần chị chịu là được. Hôm nay tôi nói lời này không phải là xung động nhất thời. Tôi sẽ an bài tất cả mọi chuyện cho chị. Chị có thể trách tôi, có thể ghét tôi, nhưng mà hãy tin tôi thêm một lần nữa. Đừng bao giờ để Đông Dương biết chị biết được bao nhiêu. Chờ tôi thêm một ngày, tối mai tôi sẽ nghĩ cách dẫn chị đi. Tôi đã hứa với chị với Đông Thân nhất định có thể rời khỏi Nghiêm Gia Phố. Khi chị rời khỏi chỗ này đi tới một chỗ khác, sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn đang chờ chị. Chị phải nhớ, có biết không? Thật uổng công tôi vất vả giấu giếm cho họ, đem hai nhà họ Nghiêm đưa về cho Nghiêm Vạn Y. Thật không ngờ cuối cùng người đàn bà này đã vong ơn bội nghĩa. Lần này mẹ chỉ nghĩ cho ông chủ Nghiêm, lo là người mà không muốn nghĩ tình của mẹ, nhất là Nghiêm thiếu phu nhân. Ở hiền không gặp lành, người đàn bà này ý mình là Nghiêm thiếu phu nhân, tưởng là ai ai cũng sợ nói hay sao? Xuân Phấn ở đâu? Xuân Phấn, Xuân Phấn, bà không sao chứ? Cô Bình nói chiều nay bà không ngon miệng, cho nên nấu mì cho bà. Sao không ăn gì? Tôi không có sao, tôi muốn được yên tĩnh một mình. Có phải bà thấy không khỏe hay là đi kêu đại phu? Đừng có đụng tới tôi, đừng có đụng tới tôi. Xuân Phấn, bà có phải thiệt thấy chỗ nào không có được khỏe? Thôi đi, để tôi đi kêu đại phu cho bà. Xuân Phấn, sao bà tự khóa mình lại? Có chuyện gì cứ nói với tôi. Xuân Phấn, Xuân Phấn, Xuân Phấn. Chị Xuân Phấn, em là Đông Hiểu Ninh nè. Thank you.
Hôm nay chân của mẹ thấy hơi đau, con trèo lên trển thắp nén nhang cho tổ tiên rồi nói. Con đã là con dâu nhà họ Tống, tổ tiên họ Tống thì cũng là tổ tiên của con. Trước mặt tổ tiên không thắp nhang là bất hiếu. Thế nào, mẹ chồng này chỉ là biểu con thắp nhang thôi, con thấy thì khó xử sao? Cho dù để con biết người hôm xưa ở bên gối không phải Đông Dương mà là Đông Thăng cũng không khác biệt gì. Mẹ vẫn là mẹ chồng của con, con vẫn là con dâu nhỏ của nhà họ Tống. Đây là một sự thật bất hiếu. Các người câu kết với nhau để gặp con như vậy, đây là cái nhà gì? Mẹ con là người nhà của con à? Nếu như chúng tôi không phải người cùng nhà, còn con là người nhà khác sao? Con là người chứ không phải là súc sanh, tại sao phải xử như vậy với con? Đúng, hôm xưa nếu là người khác, chúng tôi đã nói rõ trước, bỏ mặc cho nó khóc lóc tôi cũng không ngại, cứ làm theo là được. Nhưng mà đối với con, nhìn thấy con thật là tội nghiệp, rồi chúng tôi mới tốt bụng giấu giếm chuyện này, không muốn nhìn thấy con bị đau buồn, muốn thấy con là một người được vui vẻ hạnh phúc. Như vậy là tốt với con hay sao? Dĩ nhiên. Con được Đông Dương cưới là vì có mại mối, tuy rằng không phải là con gái của nhà hộ lớn, nhưng mà con là con gái nhà lành. Chuyện Đông Dương bị bệnh, mẹ không những là giấu con trước, còn kiếm đàn ông khác về đồng phòng với con. Mẹ đã hủy đi trinh tiết và hạnh phúc cả cuộc đời của con, như vậy là đối với con tốt đó. Là tốt hay xấu tới phiên con là con dâu hỏi rõ sao? Con nói không sai, con được cưới về có mai mối, con tự biết đã báo từ đường. Sống là người của nhà họ Tống, con chết cũng là ma của nhà họ Tống. Bây giờ mẹ vẫn là bà trưởng phòng, biểu con làm nô tì, làm trâu làm bò cũng hợp pháp, điểm tô tâm hương quy tục lệ. Bây giờ biểu còn đi lấy giống thì thế nào? Địa vị của trưởng phòng đâu phải tầm thường. Trưởng phòng có hậu, đó là trách nhiệm nên có của mỗi một người đàn bà nhà họ Tống. Con nghĩ là con có thể đứng ở ngoài cuộc sao? Cho con biết trước là căn dặn, giấu giếm con là ân xuất, vậy mà con còn mở miệng xỉ mắng mẹ, con có tư cách gì? Nhưng mà con hơn còn có lương tri, con còn biết cái gì gọi là luân thường đạo lý hơn các người. Con biết, con biết sao? Nếu con biết sao tối nay định bỏ trốn như người ta? Mẹ nói thật chứ con, con tự biết mình xuất thân là gì cũng nên biết mình có mạng gì. Số cứng khắc chồng, suốt đời có được bạch đầu, phụng hạnh xuất tường, không con không cái, bệnh nằm giường. Nếu muốn thuận thêm ứng mạng thì lập tức bước ra khỏi cửa nhà này, đi làm hồng hạnh xuất tường của con. Có giỏi thì đi ngay. Nợ nần hôm xưa con không có tư cách tính với mẹ, những ngày mai này mẹ bắt con đi lấy giống thì con cũng không có tư cách để hó hé. Ngay từ đầu mẹ đã không chấp nhất với con, cho con đường đẹp. Nếu như không nghĩ tình thì cứ đi đường bất quy lộ của mình. Nhưng đừng trách không nói trước với con, Đông Dương lấy giống, kẻ lừng gạt con, tất cả chỉ là ý một mình Tống Đông Thăng. Đông Thăng đại ca, nếu con đi theo nó coi như bị một người đông gạt, lại bị người đông khác gạt nữa, tới chừng đó muốn quay lại e rằng cũng không có ai thương hại. Con là một đứa bất lành, nếu ở lại nhà họ Tống con có thể làm con dâu tốt, lỡ như rời khỏi là sẽ bị thiên hạ nguyền rủa, nói con là dâm phụ. Mẹ đã chọn sẵn đường cho con, con hãy tự lo liệu. Ông chủ, tôi biết lỗi rồi. Một người mang lại nó trong mình, để cho bà đi như vậy mà còn không phát giác được. Thường ngày hai đứa ở nhà làm cái gì? Cút ra khỏi Nghiêm gia phó. Đã xảy ra chuyện gì? Mợ hai lớn đã mất tiêu. Tại sao lại như vậy? Chúng tôi không biết mợ nhỏ. Vừa rồi khi đưa cơm cho mợ lớn thì phát hiện ra là mợ đó không còn ở trong phòng. Có ra ngoài kiếm hay không? Trần Trứng Kệ đã theo lời của ông chủ, đã phái người gác cửa thành đi khắp nơi kiếm mợ hai. Gác lại cửa thành đâu có thể lộ liễu như vậy.
Ngày nào chưa kiếm ra được chị quân nữa thì cũng không thể mở lớn cửa thành cho người ta ra vào tự do. Ông chủ, có người được mở lớn về tới. Mau đại thúc, tại sao chú lại nhận ra được chị quân? Nhận ra được Nghiêm phu nhân không phải là tôi, là con của tôi, Tiểu Cầm. Con gái của chú? Cái năm Nghiêm đại phu nhân xảy ra chuyện, Tiểu Trác vừa gả lên núi. Lúc đó Tiểu Cầm có tới thăm người chị của nó, cho nên mới có cơ hội gặp được Nghiêm phu nhân. Mau đại thúc, ở đây có một chút tâm ý. Ông chủ không cần khách sáo. Tôi được Nghiêm phu nhân về phủ không phải muốn được tiền thưởng đâu. Tôi biết Mao đại thúc không phải là một người ham tiền. Chỗ này chỉ là một ít tâm ý thôi, vậy cũng đại biểu lòng biết ơn của tôi. Tôi biết con người của ông chủ không thích mang ơn của người ta, cho nên thì coi như lần này Mao thủ tới trả nợ thì được rồi. Ông chủ dứt bỏ xích mích, giữ Đông Thăng ở lại công trường làm việc. Sau đó cả hôn nhân của nó cũng lo liệu tới. Tôi là bạn của nó, tôi thấy Đông Thăng nhận không nổi hậu lễ của ông chủ đâu. Nếu ông chủ thiệt muốn cảm ơn Mao thủ, hay là vậy nha, bỏ chuyện làm đám cưới cho Đông Thăng đi. Đừng lo lắng tới, đừng để Đông Thăng bị trí phước. Mối hôn nhân này là vì giữ thanh danh cho Đông Thăng. Mao đại thúc đâu phải là không hiểu lý lẽ này. Thật ra tôi với Đông Thăng đã kết nghĩa cha con, cho nên cái việc trù mưu hôn nhân cho Đông Thăng thì nên để cho kẻ làm nghĩa phụ này lo liệu, không dám làm phiền ông chủ. Hơn nữa trong sạch tự biết, danh tiếng của Đông Thăng là tốt hay xấu cũng không coi nặng là nó có gia đình hay không. Mao đại thúc, chú đã nhìn thấy, cho dù là tôi cũng phải lén lút lấp ló an trí chị quân, cho nên chú phải tin rằng ở Nghiêm gia phố không những là lời đồn dễ sợ, nó còn có thể giật đi tất cả của con người. Tôi thì là cảm kích chú đã đưa chị quân về đây. Còn về hôn nhân của Đông Thăng thì tôi đang nhờ bà Mai phải buông ba, trong khoảnh khắc thì vẫn chưa có kết quả mau như vậy. Hay gì đi, nếu như mà đại thúc kết nghĩa với Đông Thăng thì chờ hai người kết nghĩa xong rồi chúng ta hãy cùng nhau coi bà Mai kiếm được người gì chưa, coi có thỏa đáng hay không rồi mới tính sao. Khoảng thời gian này cha con có hai người tiếp tục ở lại Nghiêm gia phố ăn tiệc cưới xong sau đó mới tính. Chỗ này mới là nhà của chị, chị đừng có sợ. Chị có phải muốn đi như chỗ khác hay không? Chờ chị khá lại một chút, tôi sẽ dẫn chị ra ngoài một chuyến, có được không? Trần Trấn Kệ, Mao đại thúc và ông chủ vẫn còn ở thư trai hả? Mao đại thúc đã đi rồi. Như vậy chén trà này cho ai? Bà trưởng phòng của họ Tống đã tới. Bà tới kiếm ông chủ Nghiêm. Thật là xin lỗi, hôm nay ông chủ rất là bận, tôi nghĩ ông không có thời gian ra tiếp bà. Không sao, tôi cũng không có điều gì quan trọng. Tôi chỉ muốn tới hỏi thăm coi có thể giúp được gì hay không thôi. Chuyện của Nghiêm gia chúng tôi tự biết xử lý, không cần bà trưởng phòng phải bận tâm tới. Không sai, nhà này không biết chuyện nhà kia. Chuyện của Nghiêm gia họ Tống chúng tôi thật không nên xen vào. Cũng như chuyện của Tống gia, Nghiêm thiếu phu nhân cũng không nên nhúng tay mới đúng. Bà trưởng phòng nếu có chuyện gì thì xin cứ nói cho rõ ràng. Sáng hôm nay bà đã nói gì với Xuân Phấn? Tôi nghĩ bà là người đã rõ ràng nhất chuyện này. Được, chúng ta nên nói thẳng ra. Bà là mẹ chồng của Xuân Phấn, xảy ra bao nhiêu chuyện nên đâu thể nào nhìn không ra tâm ý của Xuân Phấn và Tống Đông Thăng. Tôi chỉ muốn tạo nguyện cho họ mà thôi. Em chồng chị dâu bỏ mặc là quy điều luân thường đạo lý nào, hay là ánh mắt thế tục giữa họ vốn không thể nào có hai chữ tội nguyện. Hôm xưa bạn bà nhắn chuyện cho Xuân Phấn lại phù hợp quy điều luân thường với mắt thế tục hay sao? Vốn là các người làm lỗi trước, bây giờ tôi chỉ là thu thập tàn cuộc cho các người thôi. Nếu như bà còn diễn cớ để mà ngăn cản thì đừng có trách tôi. Là Đông Dương không có khả năng làm trách nhiệm người chồng báo với ông chủ Nghiêm. Tôi cũng biết, nếu như ông chủ Nghiêm biết được chuyện này, trưởng phòng nhà họ Tống nhất định sẽ bị phiền phức. Cái chỗ đương gia cũng khó giữ được. Nhưng Nghiêm thiếu phu nhân, bà cũng phải rõ ràng, người đầu tiên bị phạt, theo tôi nghĩ, chính là chị em của bà, Xuân Phấn. Nếu chuyện này được tung ra, nên biết không phải mỗi lần đốt đèn trời thì trời cũng giáng mưa. Nghiêm thiếu phu nhân, bà cũng biết Nghiêm đại phu nhân đã về, bà cũng thấy phiền.
Cho dù là phiền, cái chuyện của Xuân Phấn chúng ta giấu giếm tới nay, bây giờ bà dì không vui mà gây sóng gió ra thì có vẻ hơi quá đáng. Chuyện nhà của tôi với chuyện nhà của họ Tống vốn không thể nhập chung để mà nói. Xuân Phấn là chị em của tôi, từ đầu chí cuối tôi chỉ là nghĩ cho cổ mà thôi. Được, vậy tôi cho bà biết Xuân Phấn cảm kích bà đã tính toán cho nó. Nó suy đi nghĩ lại, bây giờ nó đã rõ ràng là phải làm sao nghĩ cho mình rồi. Bà đã nói gì với cổ? Tôi chỉ nói lý lẽ bình thường với nó thôi, dù sao cũng dễ hiểu hơn là những điều bà đã nói với nó. Nghiêm thiếu phu nhân không thể nào bảo vệ nó được. Tôi nghĩ là bà hãy xử lý tốt chuyện nhà của bà đi. Bây giờ cũng đã trưa, nếu như ông chủ Nghiêm không được rảnh, tôi cũng không quấy rầy. Xin bà cho tôi gửi lời thăm hỏi tới Nghiêm đại phu nhân. Xin chào. Giang Y, kiếm tôi có chuyện à? Phải, có chuyện này muốn bàn thảo với bà là về chị Quân. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ căn dặn con Tình với Thu Cúc từ nay chỉ hầu hạ mợ hai thay phiên qua chừng, không để bà chạy mất nữa. Giang Y, cái chỗ Nghiêm gia phố này không có bí mật nào giữ được một kiếp, chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách để mà giải quyết. Hay là đưa mợ hai rời khỏi Nghiêm gia phố rồi mới tính, có được không? Hôm xưa tôi không có tài cán làm trái ý của cha, cho nên tôi đã làm một việc thấy ân hận suốt cuộc đời của tôi. Hôm nay cả bà cũng thấy tôi nên cho lịch sử tái diễn hay sao? Tôi nói như vậy không sai, là muốn giữ thanh danh cho nhà họ Nghiêm, nhưng tôi cũng muốn giữ mạng cho mợ lớn. Mong là bà được chữa bệnh lành lại nên mới nói vậy. Hôm xưa đi học ở tỉnh thành, nghe nói là mấy đại phu Tây Dương đã có nghiên cứu về chứng bệnh thất tâm phong. Thật ra chúng ta cũng có thể thử. Tỉnh thành? Không sai, tỉnh thành thiệt là xa. Tôi biết anh là ông chủ Nghiêm, không thể nói đi là đi, dẫn mợ hai rời khỏi. Nhưng tôi nói vậy không phải là cố tình làm khó anh đâu. Cố tình bắt hai người phải phân ra, nhưng làm vậy là phương pháp duy nhất. Tôi nghĩ anh rõ ràng hơn tôi, phải không? Mình nói không sai. Tôi không phải là không nghĩ tới để chị Quân đi tỉnh thành, nhưng mà trước khi bà bỏ đi, tôi muốn bà nhớ lại những chuyện đã qua. Nhưng mà mấy năm nay mà lớn sống thế nào? Cho tới bây giờ cái bệnh thất tâm phong vẫn chữa không lành, nhưng bà có thể quên đi chuyện mấy năm nay cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Đúng vậy, tôi không hy vọng là bà nghĩ lại những chuyện không vui, thì cứ coi như là tôi ích kỷ. Tôi không muốn ngay cả những chuyện không vui mà bà cũng quên đi. Tôi mong là bà còn nhận ra tôi là ai, bà có hiểu hay không? Chứ dù phải đưa bà đi tỉnh thành, thì tôi đây cũng hy vọng là trước khi bà đi, nhớ lại được những ngày vui vẻ đã từng ở trong cái nhà này. Tôi chỉ muốn như vậy thôi. Thật ra trong thâm tâm của anh thì có cách giải quyết rồi không? Nếu như để bà nhìn lại những cảnh trí quen thuộc, những người và chuyện vui vẻ hôm xưa, tôi nghĩ sẽ gợi lại hồi ức của bà. Tôi muốn dẫn chị Quân tối nay tới phòng của mình. Tôi hiểu được, sau khi chị Quân trở về, việc gì thì bà cũng trù mưu cho bà, tính toán cho tôi. Trong lòng của bà không thể nào được yên lòng, nhưng bà không muốn để cho tôi biết, vậy cũng không nói với tôi. Tôi rất cảm kích bà, và tôi cũng hiểu được bà đã chịu nhiều cực khổ cho tôi. Và bây giờ tôi có một yêu cầu, tức là hơi quá đáng, nhưng mà tôi thiệt nghĩ không ra cách nào khác. Xin lỗi. Giang Y, thật ra chuyên mục của nhà này tôi cứ không có thời gian để đi tính toán, nhưng mà tối nay tôi muốn ở lại thư trai để làm việc, vậy có được không? Cảm ơn Minh Phụng. Chị Quân, đây là bản nhạc mà em thích nhất đó, còn nhớ không? Chị Quân, có phải đang nghĩ ra được gì không?
là tôi nè, Vàng Y đó. Tôi không quen biết ông, tôi không quen biết. Tôi thì không quen biết với ông. Chị Quân, tôi gian xin bà, bà đã về tới nhà rồi. Chỗ này có nhạc của bà thích nghe, có người mà bà muốn gặp, chị Quân. Nè, tôi sợ quá, đừng sợ, đừng sợ. Tôi không quen nhạc với bà, đừng sợ, đừng có sợ nữa. Tôi không thấy. Nè, bà đừng sợ. Tôi không gây hại tới bà đâu. Xảy ra chuyện gì? Sinh, tử, khi, khoát, vũ, tử, thành, quyết, chấp, tử, chi, thủ, vũ, tử, giai, lão. Còn nhớ được hay không? Hôm xưa, trước khi mình lên giường ngủ, bà nói một câu này với tôi mà. Bà còn nhớ hay không? Mỗi câu của bà nói tôi nhớ được. Có lẽ mấy năm nay đối với bà là một cơn ác mộng, bà không muốn nghĩ tới nữa. Nhưng mà những chuỗi ngày của chúng ta, không lẽ bà muốn quên đi hay sao? Chị Quân, là tôi nè. Vàng Y đi, là Vàng Y nè. Đừng có sợ, chị Quân. Phu nhân, Nghiêm thiếu phu nhân tới. Phải tới thì dù sao cũng tới. Bà trưởng phòng, M2 xin chào. Nghiêm thiếu phu nhân xin chào. Nghiêm thiếu phu nhân, tại sao chỉ có mình bà, không có người khác đi theo sao? Bà trưởng phòng, bà lại tưởng có ai đi theo tôi. Nghiêm thiếu phu nhân đã ăn sáng chưa? Tôi đi lấy điểm tâm ra, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện hả? Lời lẽ khách sáo có thể miễn. Tôi có chút việc, nói xong lại đi ngay, không cần phí công đi tiếp đãi. Không biết Nghiêm thiếu phu nhân còn có quấn thị gì. Tiêu Ngọc nhất định lắng tai nghe. Bà trưởng phòng, bà chớ hiểu lầm. Hôm nay tôi tới không phải là để gây gỗ, chỉ muốn được dịu lại để bàn một lần với bà trưởng phòng về chuyện có sân phấn mà thôi. Người ta thường nói đàn bà thay đổi màu, không ngờ chỉ là cách một đêm thôi, Nghiêm thiếu phu nhân đã có tính nhẫn nại như vậy. Phải, tôi thừa nhận khi nói ra chuyện có sừng phấn là tôi có phần xung động. Nhưng mà tôi nghĩ các người cũng nên rõ ràng, bí mật không thể giữ một kiếp. Rồi cuối cùng các người cũng vẫn phải đương đầu với hoàn cảnh này. Còn về việc tôi quyết ý độc hành độc đoán, ăn bài sừng phấn và động thăng rời khỏi, thiệt là thiếu thế thái nhân tình. Cho nên hôm nay tôi muốn vì bà trưởng phòng, vì sừng phấn, vì bà và tôi, để cùng nhau tính toán một chút. Nghiêm thiếu phu nhân, có phải đã có cách rồi không? Tôi đã suy nghĩ chín chắn. Bây giờ phương pháp tốt nhất là diễn cớ Xuân Phấn bị bệnh, đưa nó tới tỉnh thành chữa trị, rồi thì nói với người của Nghiêm gia phố Xuân Phấn bị bệnh mà chết, rồi ăn bài Đông Thăng tới tỉnh thành hội họp với Xuân Phấn. Như vậy Xuân Phấn và Đông Thăng, hai người đó có thể chung với nhau. Người của Nghiêm gia phố cũng không biết chân tướng, có như vậy sẽ không làm tổn thanh danh trưởng phòng của nhà họ Tống. Thưa mẹ, phương pháp này cũng chưa chắc là không được. Bà trưởng phòng, nếu như lâu nay Minh Phụng có lời lẽ gì đụng chạm tới bà, xin bà chỉ trách một mình tôi thôi. Hôm nay tôi tới chỉ là muốn giúp Xuân Phấn được hạnh phúc. Làm vậy là một phương pháp hai bên đều có lợi, và tôi nghĩ có thể giải quyết hẳn cái chuyện này. So với bà trưởng phòng cứ bắt Xuân Phấn ở lại Nghiêm gia phố được gọn gàng, tôi nghĩ bà không có lý do phản đối tôi chứ. Hôm nay Tào quân trưởng sẽ tới Nghiêm gia phố, tôi phải trở về lo liệu một chút. Mai mốt tôi mới trở lại để mà thăm Xuân Phấn. Xin cáo từ. Một đấng Dương gia Tống tộc, cả cửa phòng nhà mình cũng không dám vô. Mai này có thể làm được chuyện gì? Nhi nương, Xuân Phấn, mày biết con là một người đã cực khổ, đồ ăn trước mắt tới không dễ dàng, còn lãng phí của trời như vậy thật là mất phước. Xuân Phấn, bà đã cả ngày không có ăn đồ, cứ như vậy mình sẽ bị bệnh.
Bị bệnh thì chưa chắc, chỉ là muốn lấy lòng tội nghiệp của chúng ta thôi. Nhi nương, chưa đến nước này con thúc lại làm khó Xuân Phấn làm gì? Là ai làm khó ai? Nếu không phải là chị em của nó Nghiêm thiếu phu nhân, cứ năm lần bảy lượt xen vào chuyện nhà của mình và còn nói dèm pha, để cho cả nhà mình lại đến nông nỗi này sao? Đủ rồi nhị nương, Xuân Phấn không muốn ở lại, sao bà không tiếp nhận đề nghị của Nghiêm thiếu phu nhân để cho bà đi? Bà cũng nói họ là chị em, bà phải hiểu là đừng có giằng co với họ Nghiêm như vậy, không có được lợi ích gì. Chính vì tôi biết người đàn bà này khẩn trương tới Xuân Phấn nên càng không thể tha Xuân Phấn đi. Cả nhà này vì còn có Xuân Phấn, cái người đàn bà đó mới hạ mình hạ giọng. Nếu mai mốt Xuân Phấn đã chạy xa bay cao với cái tên Tống Đông Thăng, có lẽ trưởng phòng họ Tống mình không vì họ bỏ đi mà ảnh hưởng tới thanh danh, nhưng kế Minh Phụng sẽ hết cấm kỵ. Chừng đó trở lại thanh toán thì mình làm gì được bả? Nhà mình nếu không có Xuân Phấn dùng để chế hằng thì thêm phần lo âu, nên ngày nào có kế Minh Phụng, nhà mình cũng không thể nào thiếu đi gia Xuân Phấn. Nhưng bà không cho bà đi, bà tiếp tục không ăn đồ sẽ bị chết, chừng đó chúng ta không có gì ý lại. Bộ con thật muốn bị chết đói hay sao? Con chưa quên rằng bất cứ ai lúc làm người muốn có cửa có nhà, lúc làm ma có chùa có miếu. Cho dù con không cam lòng, con chịu ở lại nhà này, thì mai mốt còn có Đông Hiểu, nó sẽ thắp nhang để cung phụng cho con. Nếu không, con tưởng chết đi là được hay sao? Mẹ vẫn có thể biểu Đông Dương diễn cớ là mất nết, giết thơ bỏ vợ, chừng đó e rằng con làm ma cũng không được yên lòng. Nhi nương, bà làm vậy còn là người sao? Tôi là người hay ma cũng nghĩ chuyện nhà họ Tống. Tôi đã không chấp nhất, cậu còn chấp nhất với tôi? Mẹ, Đông Hiểu, để mẹ cài cho con. Dạ, Đông Hiểu lớn rồi, con tự biết cài. Làm đàn ông phải nhờ tài cán của mình, không nên nhờ vào đàn bà. Lại đây, mẹ sẽ làm bánh bò chờ Đông Hiểu về ăn. Thiệt à? Mẹ có bao giờ gạt Đông Hiểu? Cho dù mẹ có gạt hết thiên hạ cũng không gạt Đông Hiểu, tại vì tất cả việc làm của mẹ đều là vì Đông Hiểu. Con biết không? Dạ biết. Vất vả cho anh. Nghiêm thiếu phu nhân, tôi kiếm ông chủ hả? Ông chủ kêu tôi giải mã tặc, chờ tàu quân trưởng tôi tiếp nhận. Hãy khoan nói chuyện về mã tặc. Vừa rồi tôi tới Tống gia gặp bà trưởng phòng, đã bàn về chuyện của Xuân Phấn. Chỗ này không tiện nói chuyện, anh qua bên từ đường chờ tôi, tôi an bài các việc rồi qua giải thích với anh. Giang Y, mọi việc đã an bài thỏa đáng, cơm nước của tàu quân trưởng đã biểu nhà bếp chuẩn bị xong rồi. À phải, hôm nay tàu quân trưởng lên núi, khoảng giờ nào? Trước buổi trưa. Một lát nữa, thế tôi tiếp đại cho ông. Nhanh tay một chút, giao mã tặc cho ông rồi thì cho ông đi. Anh có chuyện gì à? Tôi muốn cùng chỉ quân ra ngoài một chuyến. Ra ngoài? Anh không lo là người bên ngoài nhận ra được mờ hai lớn hay sao? Dọc đường tôi sẽ cẩn thận. Hôm nay định dẫn bà đi đâu? Tôi sẽ đưa bà tới một chỗ mà hôm xưa bà thích đi. Hôm xưa bà rất thích lên ngọn đồi ngắm mặt trời lặn. Nếu mà như vậy không có kết quả thì tôi sẽ dẫn bà tới sa mạc, chỗ bị bắt. Tuy rằng mờ lớn đã mất đi thường tánh, nhưng mà chỗ đó là chỗ bà không có muốn đi và cũng không muốn nhìn thấy. Anh làm như vậy để làm gì? Từ đầu cho tới cuối thì bà không muốn nhận ra tôi. Ngoài phương pháp này tôi đâu có thể làm được gì. Nói cho cùng thì em đã ăn bà diệt ra tỉnh thành cho bà. Còn tôi có được cơ hội này là thành công hay nản lòng, nhất định phải có kết quả. Tôi chết đồng chủ, tên mã tặc hồi sáng mình giải về nhốt trong phòng chứa củi á, không biết tại sao đã tẩu thoát rồi.
Mã tặc đó bị bệnh trong người, chạy không xa đâu. Trần Trưởng Kệ, hãy đi kiếm mấy nên bên ra ngoài, kiếm khắp nơi. Và còn lựa một số đệ tử khỏe mạnh gác ở đường núi. Mã tặc đó bị mắc ở trong nhà của mình, thì nhất định phải kiếm nó ra trước khi tàu quân trưởng tới, để tránh cho quân trưởng bị hụt một chuyến. Dạ. Mã tặc bẩm sinh xảo nguyệt, có lẽ là còn núp ở lân cận nhà của mình. Bà đi coi cô ba, tôi đi coi chị quân. Chị quân, đừng có sợ. Tôi biết là bên ngoài rất là ồn ào, tại vì có mã tặc tẩu thoát, cho nên cả nhà hơi khẩn trương. Có tôi ở đây đừng có sợ. Nhà lớn như vậy có nhiều cửa mà không biết đi, thì là châu chấu đá xe. Tại sao bà gạt tôi? Xin lỗi Dạng Y. M2, tàu quân trưởng đã tới. Tôi vốn không nghĩ tới là sẽ trở về, cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại ông. Tôi càng không nghĩ tới phải vào cùng để mà gạt ông. Nói nhiều nó làm gì? Tất cả cũng là vì người này. Tôi thật là ngu, vậy mà cũng phải hỏi. Bà vốn không muốn về để gặp tôi, tại vì bà vốn không phải là chỉ quân của hôm xưa. Đúng vậy, tôi không phải là M2 của nhà họ Nghiêm. Tôi vốn không thể nào trở về Nghiêm phố. Tôi đã phản bội ông, nhưng tôi được chọn lựa hay sao? Tôi bị họ bắt đi, vốn là không có quyền để chọn lựa. Nếu không phải nhờ anh Hộ chăm sóc cho tôi đã không còn mạng đứng đây nói chuyện với ông. Đủ rồi. Thứ dân này vốn không định lấy tiền để chuộc bà, bà còn nói nhiều làm gì chứ? Dạ, đừng. Dạng Y, tôi xin ông hãy tha cho chúng tôi. Tôi đã là đàn bà của ảnh, hai chúng tôi đã có con. Xin hãy tha cho chúng tôi có được không? Coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, coi như là tôi đã chết, chứ có hề trở về đây. Nghe nói mã tặc đó bất quá chỉ là một vài nhỏ, cho dù tẩu thoát cũng không có vấn đề lớn gì. Đừng cháy. Giang Y, tránh ra. Chị Quân à, chạy đi, chạy mau. Chị Quân, anh đừng có lằng nhằng lải nhải nữa, anh là giặc đó, chạy mau, chạy đi. Chị Quân, đừng sợ, tôi kiếm đại phu cho bà. Người đâu? Bà muốn nói gì? Không biết muốn nói gì nữa,
Bà giết đi, giết đi. Xin lỗi, bà không có lỗi với tôi. Bà muốn nói gì? Bà không có lỗi với tôi. Chị Quân, chị Quân, người đâu, người đâu? Gia trưởng phòng, Đồng Hiểu, Đồng Hiểu, trong trận chiến má ta phải bắt đã tẩu thoát. Những người không có quan hệ, một chết một bị thương, thì không biết nên nói súng đạn không có mắt hay là ông trời không có mắt. Theo tôi thì ông trời có mắt mới đúng. Tiểu Cầm, sao con lại nói vậy? Không phải sao? Nghiêm Dạ Nghi đích đã giết chết vợ của mình, lại bắn trúng nam đinh của trưởng phòng nhà Tống. Chỉ là hai cái tội này đã đủ cho nó chịu rồi. Nói xin lỗi một câu, lỡ như Tống Đồng Hiểu lần này không có qua khỏi món nợ máu mà Nghiêm Dạng y thiếu của người ta, tôi chấm mắt lên mà coi nó lấy cái gì trả cho người ta. Cho dù cha trách con nói chuyện khắc khe, con cũng phải nói. Là trời mở mắt hay là trời không mắt, phàm phu tục tử như chúng ta thật không thể đi đoán mò. Làm ông chủ ở Nghiêm Gia phố, qua vọng dựng ra càng lớn thì nghiệp báo tích tụ ở đằng sau càng nhiều. Như là Tiểu Cầm đã nói, nghiệp chướng của Nghiêm gia tích tụ đã quá nhiều, cho nên người ta đã gặp phải quả báo. Những người khác cũng không đáng đi tính toán với Nghiêm Dạng y nữa. Mà đại thúc, có phải có chuyện gì muốn nói với tôi? Dạo trước cái chuyện kế hoạch của Nghiêm thiếu phu nhân cho cậu và Xuân Phấn, tôi nghĩ cậu đừng do dự nữa. Thì ra đại thúc đã biết chuyện này. Biết cũng được, không cũng mặc. Tôi thấy cơ hội không phải là nhiều đâu. Nếu hai người đã kiếm được lối thoát thì thiệt nên đi chung cho mau, để tránh đêm dài lắm mộng. Đồng Hiểu có tỉnh lại không? Không có. Anh để thắp nhang cho lão gia đi. Một nắm nhang lớn khấu đầu ba cây, hồn thiên của cha nhất định phù hộ cho Đông Hiểu không sao. Lãng Nguyệt, chuẩn bị một thau nước nóng cho mẹ. Nước nóng? Đi đi. Đông Dương, lấy một bộ đồ sạch của Đông Hiểu cho tôi. Nhi nương à, cái bộ màu xanh viền kim tuyến, tôi nhớ Đông Hiểu có nói nó thích nhất là bộ đó. Chứ mẹ, Đông Hiểu đó, không đâu, sẽ không đâu, sẽ không. Nhìn nữa, Đồng Hiểu nó,
chúng ta đều đã mệt. Trời sáng, còn có nhiều việc phải làm. Thưa mẹ, đi nghỉ ngơi một chút rồi nói. Tính Đồng Hiểu cũng là con của ông, tại sao nhẫn tâm như vậy? Tại sao có thể giật đi nó? Sao có thể giật đi nó? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi là một người đàn bà, các người đều có ơn quả của tôi. Từng viên gạch viên ngói ở đây chính là tôi cũng có phần ra tiền mà. Các người đều có mang ân huệ của tôi. Các người làm ma ở đây yên vui là được rồi, tại sao lại phải xen vào chuyện của tôi? Tôi thiệt có hại người, tôi ước gì ông chết. Ông muốn trả thù ông cứ kiếm tôi đi, tại sao phải kiếm Đồng Hiểu? Ông có từng nói bao giờ? Ông có bận tâm tới nó bao giờ? Ông có dạy nó đâu? Ông không có tư cách gì dẫn đi Đồng Hiểu của tôi. Tại sao phải dẫn đi Đồng Hiểu của tôi? Ông lấy mạng của tôi được rồi. Ông lấy mạng của tôi là được rồi. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.